Quý vị và các bạn, bước sang năm thứ ba của cuộc xung đột, lực lượng Nga và Ukraine vẫn trong thế giằng co trên chiến trường, trong khi các nỗ lực tìm giải pháp hòa bình gần như dậm chân tại chỗ. Trước diễn biến Ukraine đang mất ưu thế và trong tình huống bất lợi trên chiến trường, giới quan sát cảnh báo nếu không có thêm viện trợ quân sự lớn của Mỹ, sự phản kháng của Ukraine có thể sụp đổ trong năm nay. Tuy nhiên, ngay cả khi sự hỗ trợ này tiếp tục thì không có cơ hội thực tế nào để Ukraine giành chiến thắng hoàn toàn trong tương lai gần. Bước sang năm thứ ba của cuộc xung đột, nhiều quan chức và nhà phân tích phương Tây nhận định rằng Ukraine có thể hy vọng vào việc duy trì phòng thủ là điều tốt nhất trong năm 2024. Một năm trước đó, Ukraine còn đầy tự tin trong nỗ lực ngăn chặn Nga chiếm đóng các vùng lãnh thổ. Các quốc gia phương Tây kỳ vọng vào sự thành công của Kiev đã cam kết hỗ trợ để giúp Ukraine đối mặt với phòng thủ của Nga. Tuy nhiên, việc cung cấp vũ khí từ phương Tây cho Ukraine đang tiến triển rất chậm và không đoán trước được. Ngoài ra, quan chức quân sự hàng đầu tại Kiev cũng báo cáo rằng hoạt động sản xuất vũ khí của Ukraine đang gặp khó khăn và cơ cấu chỉ huy quân đội không thể điều chỉnh đủ nhanh để quản lý một lực lượng đã mở rộng từ 200.000 quân lên gần 1 triệu quân chỉ trong một vài tháng. Với những điểm yếu này và một số sai lầm chiến lược trên chiến trường, cuộc phản công mạnh mẽ của Ukraine đã gặp trở ngại, dẫn đến chỉ có những thành công nhỏ về lãnh thổ. Trong khi đó, lực lượng Nga đã củng cố các tuyến phòng thủ, chuyển đổi nền kinh tế sang chế độ thời chiến, tuyển thêm hàng trăm nghìn binh lính và điều chỉnh chiến lược cho các cuộc tấn công mới vào mùa đông. Ở thời điểm hiện tại, khi cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba, lãnh đạo Ukraine đang cố gắng tìm kiếm một con đường mới trước các cuộc tấn công dữ dội của Nga và đối mặt với những thách thức khó khăn. Trong số các thách thức này, điều cấp bách nhất có lẽ là việc Quốc hội Mỹ có thông qua hàng chục tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine hay không. Các quan chức phương Tây và nhà phân tích quân sự nhấn mạnh nếu thiếu sự hỗ trợ của Mỹ sẽ khiến nỗ lực chiến đấu của Ukraine gặp rủi ro nghiêm trọng. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề mà Ukraine có thể giải quyết được. Câu hỏi lớn là liệu các nhà lãnh đạo chính trị của Ukraine có thể tập trung ý chí để phát triển một kế hoạch huy động quân đội để bù đắp cho lực lượng tổn thất hay không, và liệu họ có thể hàn gắn những rạn nứt trong chính quyền và quân đội. Kiev đã tăng cường các sở chỉ huy để giám sát lữ đoàn hiệu quả hơn và Tổng thống Zelensky đang bổ nhiệm một thế hệ tướng lĩnh trẻ với hy vọng đem lại đổi mới cho chiến trường. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cũng tuyên bố sẽ đẩy nhanh việc sản xuất đạn dược trong nước và đưa ra một quy trình mua sắm mới nhằm đảm bảo hệ thống tích hợp nhất quán hơn với các quốc gia khác. Mặc dù các nỗ lực này có thể giúp cải thiện tình hình, các nhà phân tích quân sự và quan chức phương Tây vẫn cảnh báo về khả năng của Ukraine trước quân đội Nga, vốn áp đảo về quân số và đạn dược. Trong khi Ukraine đối mặt với những thách thức này, họ cũng phải đối mặt với viễn cảnh tiếp tục cuộc xung đột mà không có sự hỗ trợ quân sự của Mỹ. Mặc dù viện trợ này đã bị trì hoãn do các vấn đề chính trị ở Mỹ, thiếu đạn dược nghiêm trọng đã gây tổn thất cho Ukraine trong các cuộc giao tranh gần đây như ở Avdiivka. Các chỉ huy quân sự Ukraine phải tìm cách làm chậm bớt sự tiến triển của Nga, trong khi các nhà lãnh đạo chính trị tham gia vào nỗ lực ngoại giao để lấp đầy khoảng trống mà Mỹ để lại, trong khi Tổng thống Zelensky cũng cần hàn gắn mối quan hệ giữa chính quyền dân sự và quân đội. Phía Ukraine tuyên bố họ không quan tâm đến bất kỳ lệnh ngừng bắn nào sẽ được thực hiện theo các điều kiện có lợi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Họ cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ sự tạm dừng giao tranh nào cũng không dẫn đến kết thúc xung đột mà chỉ để Nga có thêm thời gian để tái vũ trang. Trong bối cảnh cuộc phản công được mong đợi từ Ukraine đã thất bại và Nga đã giành được Avdiivka, chiến lược của chính quyền Tổng thống Biden là duy trì khả năng phòng thủ của Ukraine cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, hy vọng làm suy yếu lực lượng Nga trong một cuộc xung đột kéo dài. Tuy nhiên, chiến lược này cũng mang theo những rủi ro và một số nhà quan sát cảnh báo về hậu quả tiềm ẩn bởi việc Ukraine ở thế phòng thủ vô thời hạn có thể dẫn đến việc mất các vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát và Moscow sẽ không đồng ý trên bàn đàm phán. Điều này không có nghĩa là Ukraine sẽ chấp nhận chính thức nhượng bộ các vùng đất, nhưng có nghĩa là vấn đề lãnh thổ sẽ phải đặt sang một bên để đàm phán trong tương lai. Một số khác nhận định rằng, bằng cách ở thế phòng thủ trong năm nay, Ukraine có thể gây tổn thất cho Nga và có cơ hội phản công thành công vào năm 2025 nếu được cung cấp thêm vũ khí từ phương Tây. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào cách mà Nga triển khai kế hoạch và liệu Moscow có thể phản ứng như mong đợi của Kiev và Washington hay không. Chiến lược hiện tại của Nga có vẻ khác biệt, họ kéo Ukraine vào các trận đánh kéo dài để giành các vùng lãnh thổ nhỏ và tận dụng ưu thế về pháo binh và đạn dược để làm suy yếu đối phương. Ngoài ra, Nga còn triển khai số lượng lớn máy bay không người lái. Để tận dụng cơ hội này, Ukraine cần lợi thế về lực lượng và hỏa lực hơn đối phương một cách đáng kể. Mặc dù đã từng có lợi thế như vậy trong năm đầu tiên của cuộc xung đột, nhưng giờ đây lợi thế đã thuộc về Nga và rất khó để Ukraine đảo ngược tình thế.
Theo các nhà quan sát, chính phủ Tổng thống Biden đã đúng khi cảnh báo rằng nếu không có sự hỗ trợ quân sự lớn từ Mỹ, khả năng phản kháng của Ukraine có thể sụp đổ trong năm nay. Họ cho rằng, ngay cả sự hỗ trợ tiếp tục, không có cơ hội thực tế nào để Ukraine giành chiến thắng hoàn toàn trong tương lai gần, bởi ngay cả khi Kyiv bổ sung lực lượng, Moscow có thể tăng cường khả năng phòng thủ hơn nữa. Trước cục diện bất lợi ở thời điểm hiện tại của Ukraine sau khi phải rút lực lượng khỏi thành trì chiến lược Avdiivka, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine tiết lộ nước này và các đối tác nước ngoài có thể mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình sắp tới để thảo luận về việc chấm dứt xung đột đã bước sang năm thứ ba. Theo một số nguồn tin nước ngoài, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak cho biết, Thụy Sĩ sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh để các bên tham gia thảo luận về tầm nhìn hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Nga sẽ có cơ hội trình bày phương án của mình trong cuộc họp thứ hai nằm trong khuôn khổ hội nghị tổ chức một ngày sau đó. Phát biểu trong một hội nghị phát sóng trên truyền hình hôm 25 tháng 2, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine nói rằng có thể có trường hợp Kyiv sẽ mời đại diện của Moscow để họ có thể trình bày kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột này và quay trở lại nền hòa bình công bằng. Trước đó, vào tháng 11 năm 2022, Tổng thống Zelensky lần đầu tiên công bố kế hoạch hòa bình của mình tại hội nghị thượng đỉnh G20. Kế hoạch yêu cầu Nga rút toàn bộ binh sĩ và kêu gọi khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Kyiv khẳng định sẽ không đàm phán với Moscow cho đến khi toàn bộ quân đội Nga rời khỏi lãnh thổ Ukraine. Trong khi đó, Điện Kremlin cho rằng hiện tại không có cơ sở cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Bên cạnh đó, Moscow đánh giá kế hoạch hòa bình của Kyiv là vô lý vì nó loại trừ Nga ra khỏi các cuộc đàm phán. Theo tờ Wall Street Journal, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson đầu tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay Moscow luôn sẵn sàng đàm phán hòa bình và hoan nghênh mọi nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột Ukraine. Trong tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ nước này đều không sẵn sàng chấm dứt xung đột đổ máu, khiến Moscow không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được mục tiêu. Liên quan đến việc nông dân châu Âu đang tổ chức các cuộc biểu tình ở nhiều nước trên khắp châu lục nhằm thể hiện sự bất mãn trước các chính sách nông nghiệp của Liên minh. Ngày 25 tháng 2, nông dân Ba Lan đã chặn một đường cao tốc lớn đến Đức nhằm chống lại các quy định và thuế của Liên minh châu Âu-EU. Theo đó, ngày 25 tháng 2, biểu tình nhằm chống lại các quy định và thuế của Liên minh châu Âu, nông dân Ba Lan đã chặn đường cao tốc A2 gần Slubike ở khu vực biên giới phía tây giáp Đức. Ban đầu, nông dân Ba Lan có kế hoạch phong tỏa đường cao tốc A2 gần Slubike ở khu vực biên giới phía tây giáp Đức trong 25 ngày. Tuy nhiên, sau cuộc đàm phán với đại diện địa phương, giới doanh nghiệp và vận tải, nông dân Ba Lan quyết định sẽ mở lại tuyến đường vào ngày 26 tháng 2. Nông dân Ba Lan cho biết họ đang nhắm tới thỏa thuận xanh của EU, cho rằng thỏa thuận này làm tăng thuế và các quy định gây ảnh hưởng khác. Bên cạnh đó, nông dân Ba Lan cũng đã chặn các cửa khẩu biên giới với Ukraine, phản đối điều mà họ cho là sự cạnh tranh không công bằng từ các sản phẩm rẻ hơn của nước láng giềng phía đông. Nông dân trên khắp châu Âu đã biểu tình trong nhiều tuần qua nhằm phản đối các quy định môi trường được đánh giá là quá mức, sự cạnh tranh của hàng nhập khẩu giá rẻ từ bên ngoài EU và thu nhập thấp. Theo kế hoạch, các bộ trưởng nông nghiệp EU sẽ có cuộc họp vào ngày 26 tháng 2 theo giờ địa phương tại Bruxelles, Bỉ để thảo luận về các đề xuất mới của Ủy ban châu Âu EC nhằm thay đổi các quy định được cho là gây ra sự bất mãn. Hơn 4 tháng xung đột tại dải Gaza đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và của. Ước tính số người Palestine thiệt mạng tại khu vực này đã lên đến con số 30.000 người. 85% dân số dải Gaza, tương đương với 1,7 triệu người, bị mất chỗ ở và phải đi sơ tán. Giữ được tính mạng, nhưng tình cảnh của những người dân sơ tán cũng vô cùng khó khăn khi thiếu thốn nhu yếu phẩm, thuốc men giữa thời tiết lạnh giá. Mawashi, khu vực nhỏ bé ở phía nam dải Gaza, là nơi tập trung của hàng nghìn gia đình Palestine đi sơ tán. Họ trú tạm trong những túp lều ni lông, hầu như chẳng che chắn được mấy trong thời tiết mùa đông giá lạnh và mưa nhiều. Chỗ này rất đông và ngột ngạt, chúng tôi không có thu nhập. Thứ có nhiều nhất chỉ là rác mà thôi, mưa xuống thì càng khủng khiếp. Mỗi ngày trôi qua đều rất khó khăn, không biết ngày mai sẽ thế nào. Các cơ sở hạ tầng bị phá hủy, tình trạng thiếu viện trợ nhân đạo và giá cả tăng vọt đang đẩy hầu hết người dân dải Gaza vào cảnh khốn đốn. Nhiều nhu yếu phẩm đang dần cạn kiệt, bao gồm cả nước sinh hoạt. Nhà tôi có 5 người, nhưng 3 ngày mới được cấp nước một lần. Cuộc sống như thế này thì đâu phải là sống. Trên khắp Gaza, các khu dân cư đã bị phá hủy. Những con phố mua sắm sầm uất trước đây đã trở thành đống đổ nát.
các trường đại học bị phá hủy và đất nông nghiệp bị xáo trộn với các thành phố lều mọc lên ở biên giới phía Nam để làm nơi ở cho hàng nghìn người mất nhà cửa sơ tán. Tình trạng được dự báo sẽ càng nghiêm trọng hơn khi quân đội Israel cho biết đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào thành phố Rafah thuộc dải Gaza để tiêu diệt lực lượng Hamas và giải thoát các con tin bị bắt giữ. Liên Hợp Quốc cảnh báo một cuộc tấn công vào Rafah sẽ rất thảm khốc, có thể gây ra sự sụp đổ của hệ thống viện trợ nhân đạo vốn đang cố gắng duy trì sự sống cho người dân khu vực.